Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng đây. Thì hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm cái clip này là mình muốn chia sẻ lên cái vlog cá nhân của mình, cũng như muốn chia sẻ cho những bạn nào đang có dự tính vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Thì mình cũng không biết chia sẻ như thế nào, mình chỉ chia sẻ thật lòng của mình thôi. Thì mình đã vào Sài Gòn từ cách đây là được 4 năm rồi. Tức là mình vào Sài Gòn năm 2015. Cái lúc đó thì mình cũng là sinh viên, mình đi học thôi. Thì mình vào đây á, nếu mà mình không đi làm thêm thì mình cũng rất là khó mà để sống được trong Sài Gòn. Sài Gòn thì đồ ăn thì lên giá. Bình thường mà mình đi một tô hủ tiếu á, cái lúc năm 2015 á, là mình đi là cũng mất khoảng cỡ 15.000. Thì đến năm 2019 hiện tại á, là đã lên 20.000 một tô rồi. Nếu mà các bạn muốn ăn thêm thịt á, xương á, thì tốn thêm 5.000 nữa là 25.000. Thì mình cũng vừa mới đi ăn về đây. Hiện tại là đồ ăn lên rất là đắt, tất cả mọi thứ đều lên, xăng cũng lên. Tuy nhiên có một cái không lên, đó là lương. Nếu mà các bạn mà muốn sắp tới mà muốn vào Sài Gòn sinh sống làm việc á, thì các bạn phải tính các bạn sẽ làm công việc gì. Các bạn phải đảm bảo cái thu nhập là ở trong Sài Gòn, các bạn phải đảm bảo cái thu nhập tầm trên 8 triệu thì mình mới sống được. Tại vì các bạn đi thuê trọ, nếu mà ở ghép á, thì một người cũng mất từ 700 đến 1 triệu rồi. Mà cái phòng sạch sẽ một tí xíu á, là cũng 1 triệu đi. Tính luôn chi phí điện nước, đó là các bạn ở ghép. Còn mà các bạn ở một mình á, thì cái chi phí nó lại đôn lên nữa. Tức là một phòng tầm là 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đó. Chưa tính tiền ăn uống này nọ nữa là cũng nó dao động tầm 5 triệu đó. Tức là chưa tính đến mà các bạn ăn chơi rồi, hoặc là có bạn gái, bạn trai này nọ. Thì các bạn phải đảm bảo công việc của mình là trên 8 triệu. Thì lúc đó thì mới có một cái khoản dư một tí xíu thôi. Mà trong Sài Gòn á, người ta nói á, là có rất là nhiều công việc. Đúng, mình công nhận. Rất là nhiều việc luôn. Nó tuyển bảo vệ nè, rất là nhiều. Các ngành bất động sản cũng rất là nhiều. Và trong này thì đa cấp cũng rất là nhiều. Tuy nhiên mấy cái ngành đó cũng có những chỗ lừa đảo, cũng có những chỗ là thật. Tuy nhiên á, lừa đảo là nhiều hơn. Thì mình chia sẻ thì để cho các bạn biết thôi. Nếu mà bạn nào sắp tới vào Sài Gòn á, thì các bạn phải tìm hiểu kỹ về tính cái chi phí sinh hoạt của mình, rồi mình chọn công việc làm như thế nào ổn định. Chứ mình thấy còn không á, nếu mà các bạn ở quê á, mà các bạn đang làm lương tầm khoảng cỡ 5 triệu đến 7 triệu á, thì các bạn ở dưới quê làm đi, nó ổn định ở nhà, tại vì chi phí dưới quê nó rất là rẻ. Còn các bạn ở trong đây á, các bạn làm 8 triệu cũng bằng ở dưới quê làm 5 triệu thôi. Thì chi phí cao mà, tiền xăng cũng cao, xăng xe cộ đi lại tắc đường nữa. Các bạn muốn đi ăn hủ tiếu, cái mình ra ngoài đường đó là tắc đường quá trời luôn, đi rất là khó. Rồi tình trạng cướp giật nữa, trong Sài Gòn thì rất là nhiều luôn, mất xe nữa. Nói chung là an ninh nó không có tốt. Đó là mình chia sẻ. Thì bắt đầu từ hôm nay mình sẽ làm những cái clip chia sẻ về cái bản thân, cuộc sống trong Sài Gòn của mình cho các bạn. Thì hiện tại mình cũng đang đi làm rồi. Mình cũng mới làm cách đây khoảng cỡ làm chính thức ấy nha. Làm chính thức không còn học nữa. Thì mình làm tầm cũng gần một năm rồi. Thì mình có vài điều chia sẻ như vậy. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của mình. Này là mình chia sẻ thôi, chia sẻ cá nhân. Các bạn thấy hay thì ủng hộ mình. Còn không thấy hay thì các bạn cứ góp ý bên dưới ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.